Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 6. Tối nay là đêm lần thứ 3 lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra. Tối nay diễn ra là trình diễn là hai đội trình diễn các bạn ạ. Đó là đội Úc và đội Ý. Tối nay đội thứ nhất là đội Úc bán trước. Nhưng mà tôi đi sớm nên tôi tranh thủ đi sớm để ra ngoài biển chia sẻ các bạn xem nha. Đây là cái hầm chui. Đây hầm chui đường Duy Tân. Phía tây cầu Trần Thị Lý đây các bạn. Đây, tôi qua cái hầm chui này. Tôi sẽ đi ra biển để chia sẻ các bạn xem mùa biển đang những ngày lễ hội pháo hoa. Du khách đến vui chơi như thế nào các bạn? Tắm biển nè, du khách đi tắm biển này nè, thì tôi sẽ chia sẻ các bạn xem. Này, tôi qua mình ra biển. Biển là cái này là tôi chắc ra biển Mỹ Khê và biển Phạm Văn Đồng. Tôi chia sẻ hai bờ biển này, tôi chia sẻ các bạn xem. Đây là cầu Trần Thị Lý. Đi sớm nay nhà đèn chưa lên đèn. Đây các bạn thấy chưa lên đèn. Các khu nhà khu dân thì có số lên đèn. Các bạn thấy không ăn bố vệ. Không ăn bố vệ các cái cầu. Tối nay diễn ra pháo hoa thì không ăn bố vệ các cái cầu. Gần tới biển này gió rất là mạnh đấy các bạn, đi lấy cầu thì gió rất mạnh, rất là mát mẻ. Như có một số người đã tiến hành đi xem pháo hoa rồi các bạn, bởi vì các nơi xa đấy, như ở quận Nam hay là ở Huế vô thì họ đi sớm, họ đi bằng xe Honda, họ đi sớm nên các bạn thấy đi thì đông mà về thì có rất ít. Đấy, họ quăng xuống đường này là tới chỗ điểm pháo hoa, đem pháo hoa đường thẳng độ. Tôi đi thẳng các bạn nha. Tôi thẳng ra biển. Chưa, xe cộ. Cộ rất là nhiều. Đây, đường ra biển này các bạn. Thank you.
đường Nguyễn Văn Thoại các bạn nha. Mọi người tắm biển là sao đầm thế. Chà, xe con xe đồ, xe con quá trời, chặt đường luôn. Thấy à, khách đây, khách du lịch đến rất đông không? Xe cộ không là xe cộ. Du lịch đóng lắc ra là đông không, quá đông luôn. Mùa này là gặp mùa hè mà gặp bà lễ hội phố hoa nữa nên các bãi biển rất là đông, rất là đông người. Này, tôi bắt đầu ra biển. Đây, ra bờ biển thì các bạn. Người dân tắm biển rất là đông. Thank you.
bờ biển Đà Nẵng nó đẹp hơn nha. Bờ biển khác các bạn thấy cái gì? Cái bãi cát nó trải rất là rộng, từ trăng nó ra tới quần này nó rộng không? Bãi cát rất là rộng, nhưng không phải như bãi biển khác á, là cái bãi cát này nó rất là ngắn và nó hạ xuống liền. Còn bờ biển Đà Nẵng là nó trải rất là dài. Ngồi này uống nước giặt khát quá tuyệt vời luôn. Này đẹp kìa các bạn, quá đẹp luôn. Tôi chạy tới bãi biển Phạm Văn Đồng các bạn. Trên đường đi đến biển Phạm Văn Đồng.
chiều là ra tổ chức tập thể dục